Cảm ơn ha. Dạ, cảm ơn. Đây là khu vực nhà hàng ăn sáng buffet, cũng như ăn trưa và ăn chiều ở đây. Có chỗ vui chơi như là cái gì đó, zip line rồi này kia. Dạ. Nó khoáng cũng ổn nữa. Đây chỉ là cả ăn 2 buổi 1 hang này là xong rồi. Tổng diện tích phòng mình bao nhiêu phòng anh? 110 phòng rồi. 110 phòng là chứa được 200 mấy khách. Nhưng mà được cái trên đó thì ở dưới đó thì nó dễ chịu hơn chứ. Nó gần này rồi đường xá rồi thấy cũng rộng rãi hơn nhiều. Có chỗ vui chơi như là cái gì đó, zip line rồi này kia. Dạ. Nó khoáng cũng ổn nữa. Đây chỉ là cả ăn 2 buổi 1 hang này là xong rồi. Tổng diện tích phòng mình bao nhiêu phòng anh? 110 phòng rồi. 110 phòng là chứa được 200 mấy khách. Dạ rồi, cảm ơn. Standard của bên em. Standard hả? À, nó chưa có dọn nên em thấy cần hết cho mình để tham quan trước nó như thế nào. Thì bên em có thứ 9 hạng phòng được. Dạ. Standard là gọi là deluxe. Sau đó là grand deluxe. Đó tới các dạng phòng khác như là quê duyên, hậu môn, rồi gai ra, rồi vùng cánh trái nữa. Bởi trước mình cũng có làm việc với chị, cái loại phòng thấp nhất là 3 triệu mấy á. Nếu bán với em thì mắc hơn. Yeah. Dạ. Cái service bên em bây giờ là cái giá phòng thường thôi đã. Đã nó chưa nó dọn. Không sao, để mình. Là đã 6 triệu hơn rồi. Dạ. Yeah. Yeah, nếu bút kê thì khác. Bữa trước trường có làm việc, trường gửi cái hợp đồng á. À, thì cái phòng nó cũng 3 triệu mấy. Đây là phòng tiêu chuẩn của mình. Nó hơi khoảng 45, 35 tới 55 mét vuông thôi. Dạ. Yeah. Cái rất là đẹp. Cái phòng này tới mùa hoa tuyệt vời lắm. Dạ. Cái này là một cái gọi là cái, nếu mà nói là view xấu thì không đâu, tới mùa hoa là cái đường này, cái cây là
ba cây lan đào rừng này, một tổ tím đó. Đây là cái hoa đào rừng mà hình như tháng 12 đúng không? Bây giờ thì không ai thích kiểu này hết, thích bịch thôi. Nhưng mà trên này nó có là cái tháng 9, tháng 10 á, dạ. Thì bắt đầu vào mùa lúa chín. Dạ, tháng 12 là mùa hoa đào rừng. Dạ, à. Thì tới mùa hoa đào khu này là tuyệt vời. Đúng rồi. Nó tùy mùa, chứ còn dạ. Đúng, có nhiều người ta lên đây dùng một hang này đóng chịu đâu. Dạ, cái mùa hoa đào rừng. Dạ. Có một số khách là đòi hỏi ở đây. À, cái số đòi hỏi trường là hẹn cho khách ở đây. Nhưng mà cái mé bên kia, dạ. Cái hướng bên kia nhìn thấy ruộng bậc thang. Hướng đây này, đấy, hướng dưới đó. Dạ đúng rồi. Đường đó, xuống dưới là tụi em có cái ốc, cái đào, cái ốc. Thì cái ốc đây là nó không nhìn đẹp bằng cái đào dưới. Dạ. Giải phòng đào dưới là nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Tại nó sát luôn với ruộng bậc thang. Đúng rồi, nó sát cái ruộng bậc thang bên kia luôn. Còn trên đây nhìn cao xa, nhìn thấy thì mọi người tùy người thích người cũng rất. Dạ. Mình khó. Phòng rất đẹp. Rộng rãi đó chứ, nếu mà thấy 30. Dạ đúng rộng. Cũng rộng rãi rồi. Chắc bên marketing em cũng có nhiều hình ảnh đẹp hơn nè. Dạ. Nhưng mà trường muốn đi thực tế luôn đó. Dạ. Dạ. Sợ chưa có bài điện nữa. Không sao. Thì khách mới ở xong mà. Đáng lẽ là đợi showroom mà giờ chưa có ra nữa thì không biết chừng nào để dẫn mình đi coi trước. Dạ. Yeah. Cho anh đi một ly cà phê đá đi em. Dạ. Yeah. Sữa hay là không sữa? À không có sữa. Đen đá. À đen đá đúng rồi. Dạ. Yeah. Anh ngồi bàn ngồi trước ha. Được ạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Ở khu vực này có được khách hút thuốc lá không? À, có. Nếu với mình có thể ngồi xung quanh. Dạ. Yeah. Còn only. Đúng rồi, trên này thì không được phép khách uống thuốc, nhưng ở ngoài thì chúng ta được phép. Rồi, cảm ơn. Cho ly cà phê đá ha. Yeah. À, nhà quý khách đây là không được hút thuốc lá nè. Khu vực này thôi.